Em thì may mắn là tại vì em làm cái công việc này là khi mà em đã làm ca sĩ rồi và em đã có một cái ekip cho riêng mình rồi. Nhưng nó lại là cái sự đặc biệt của drag queen anh, bởi vì mình gặp người ta sẽ không có quy định là drag queen phải như thế này, drag queen phải như thế kia, nó không có một cái luật nào cho drag queen cả. Bạn chọn mình là một comedy queen thì bạn sẽ nên hài hước. Bạn muốn chọn mình trở thành một cái fashion queen thì bạn sẽ ăn mặc thật là thời trang. Thì em chọn mình là một, Drag nên dùng queen có từ, khả năng hát hả? dạ đúng rồi, và sẽ hát những cái bài hát original, những cái bài hát dành cho mình, của mình, và tất cả thì chỉ là để phục vụ cho những cái phần trình diễn của mình trên sân khấu hoặc là Nhưng mà anh vẫn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về em. về cái việc mà em hóa trang. Ví dụ như hóa trang thì mình có phải đẩy phần 1 lên, đẩy phần 3 ra, rồi ý giờ ví dụ mình chưa chuyển Rất là giới khác thì nha anh. khoan khoan, ví dụ như cái chỗ mình chưa chuyển giới rồi làm sao? Thì Ok. ví dụ như mình mặc những cái bộ đồ mà Anh thấy kiểu muốn mà mang tất da đó thì giờ làm sao để cho nó nhìn nó không có bị phô, bị thô hay là gì đó, thì em có thể cho anh biết Ok. không? Dạ, đầu tiên về phần ngực đi. Có nhiều drag queen họ sẽ thích ngực to và giống phụ nữ, nhưng lại có nhiều drag queen họ lại tôn trọng cái body thực sự của họ. Em sẽ tôn trọng cái body thực sự của em, Em làm sai cho nên vừa. là những cái bộ đồ em mặc em sẽ không bao giờ đụng ngực cả. Mông thì sẽ đụng anh, sẽ có cái phần đụng mông, đụng hip để cho nó sexy hơn. Và đặc biệt là cái phần đó đó cái chỗ đó đó là mình có cách để mà mình cho nó không có bị thô khi mà ở trên sân khấu. Cái này khó giải thích của anh, nhưng mà em phải mặc cỡ ba cái quần nhỏ của nữ nha. Cái đầu tiên là mặc ngược, cái thứ hai là mặc đúng, và cái thứ ba là mặc ngược lại. Ba cái đó xong, mặc một cái quần giữ nhiệt mùa đông á, mặc thêm một lớp kiểu vậy nữa, ôm lại, rồi sau đó bắt đầu tới những cái vớ da, một cái vớ da, hai cái vớ da, một cái lưới, em nghĩ là phải 6-7 lớp. Như vậy thì rất nóng và Yes. rất khó để mà cử động, chuyển động. Và khi mà mặc vô rồi anh sẽ không đi toilet được. Cho nên là những chương trình đó là em đúng kiểu là tới diễn xong là phải thay đồ liền, chứ không thể nào mà nhấn nhá được lâu được hết. Bởi vì mọi make up không là 3 tiếng, thì đó khoảng thêm cỡ chừng khoảng 30 phút, 45 phút, 1 tiếng nữa để mà mình mặc những cái đó, thử trang phục, đội wig lên các kiểu, đi tới điểm diễn. Mà vái trời ơi, điểm diễn cho mình diễn đúng giờ thật sự, tại vì lúc đó là uống nước rất ít, cực kỳ cực Mà em tỏa sáng trên sân khấu á, là anh thấy là mọi ánh mắt người ta tập trung vô mình, không hề lãng phí. Em đã từng là một người như vậy luôn, em đã 5 từng phút là một đó, người khán giả đi coi drag, các bạn drag diễn mà mình phải dán con mắt vô các bạn vậy nè, kiểu dính lắm, cực kỳ dính luôn. Mỗi drag có một cái skill riêng, diễn à, ta, quay quay quay, hoặc là sexy. Ví dụ em có thể diễn sexy với anh được luôn, rồi là mà lúc đó anh đang say say rồi không, là kiểu chớ quá đó. Vâng, nếu mà như vậy thì làm sao để học được những cái chiêu thức mà gọi là hài hước của họ? Anh nói ví dụ như anh có thấy trong lần diễn gần nhất của em thì em có cái chiêu mà té trên sân khấu Đó là dead drop. và nhìn nhìn có vẻ như là em bị trượt chân té ngã, nhưng thật ra nó lại là một cái động tác giả vờ đúng không ạ? Đó Làm là một sao để khi skill. mà em té không bị chấn thương? Tập chứ anh? Tập chứ. Xin giới thiệu với anh luôn, dead drop là một cái kỹ thuật đặc trưng của drag queen và của LGBT thế giới. Nó có vốt, nó có vốt vốt vốt. Này là vốt anh. Thì trong cái vốt này lại có thêm cái đá chân, cái té đó. Thì nếu mà mình xem các show drag ở nước ngoài, mình thấy cái rất là phổ biến của drag luôn. Ai những cái bạn mà về thiên về biểu diễn performer thì họ sẽ biết cái đó, và nó trở thành một cái điểm, một cái signature, một cái đặc trưng của drag. Và 100 lần là ăn đúng 100 lần, có nghĩa là chỉ cần anh làm cái đó thôi là khán giả sẽ wow, con Đâu bây giờ này em thử, em đứng dậy em nằm té thử cái giống trời vậy. ơi, đơn giản hơn đây. Ok anh Khang. Ok, cảm ơn em. Khen em vậy đúng không?